Hello cả nhà, hôm nay em Hương lại tiếp tục giới thiệu cho cả nhà một chiếc bếp nhỏ nhưng có vỏ của Rinnai cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp, thấy bếp đẹp thì cho em Hương xin một like, một đăng ký kênh ạ. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến cả nhà một chiếc bếp mặt men của Rinnai ạ. Một chiếc bếp mặt men rất là đẹp cả nhà nhé. Men này nó là men màu ghi, màu xám lông chuột đấy các bác ạ. Thì ạ, viền bằng thép không dị này. Nó có bích chắn dầu ở đây. Bếp chắn dầu đây các bác nhé. Và cái bếp trên lửa của nó là bằng nhôm hợp kim ạ. Đây cả nhà, đây họng của bếp đây ạ. Rất là sạch sẽ thôi. Đối với cái dòng bếp như thế này thì bếp nó hỏng chứ cái bếp này nó không hỏng đâu các bác ạ. Đấy. Hôm nay em có một bác khách thì cứ bảo là bếp bị lỗi rồi. Thì qua kiểm tra giúp bác thì là mua gần ở nhà. Thì có nói bác thay pin tại vì bếp bác dùng được 4 tháng rồi. Nhưng mà nhất quyết là không có chịu thay pin. Cứ nói là bếp bị lỗi thôi chứ thực ra nó vẫn đánh lửa. Cái này là đánh lửa bằng pin cả nhà. Thì khi mà các bác bật bếp lên thì nó vẫn sẽ có tiếng tạch tạch. Nhưng mà pin yếu nên là nó sẽ không có đánh lửa được. Bao khi mình thả tay ra nó sẽ mất luôn cả nhà nhé. Đấy, nên là khi mà đang nấu bình thường không có bị chuột cắn thì sau khi các bác kiểm tra thì việc đầu tiên phải làm đó là mình sẽ đi mua một đôi pin mới cả nhà nhé. Nếu mà gia đình mình dùng nhiều thì mình nấu được khoảng tầm 3-4 tháng. Còn nếu mà mình sử dụng ít bếp ấy, nấu ít thì sẽ dùng được khoảng tầm 5-6 tháng cả nhà. Đây ạ. Thế là thay pin vào là xong thôi, không có bị lỗi gì nữa hết. Đây. Các bác nhìn qua video thì sẽ thấy lửa nó hơi nhỏ nhưng mà không nhỏ đâu các bác nhé. Lửa nó rất là xanh ạ. Bây giờ em Hương sẽ test cái tính năng là cạn nước tắt bếp cho các bác theo dõi nhé. Một chiếc bếp mặt men. Mặt men này thì các bác lau chùi nó sẽ sạch sẽ hơn là cái mặt sơn. Đấy, mặt men thì nó cũng đắt hơn mặt sơn vài trăm cả nhà. Đấy, 300-400 thôi ạ. Thành này thì là sơn tĩnh điện, sơn ô tô. Các bác không có lo là bị bong chóc gì đâu nhé. Đây, nhà em Hương đã lắp lưới chống chuột cho các bác luôn rồi đây ạ. Tại vì mình rất là nhiều các cái bạn tí hon bạn ấy vào bạn ấy cắn. Em có một bác khách ở trong Sài Gòn là đã vào cắn nát cái sợi dây bộ cảm biến nên là bây giờ phải gửi ra để thay bộ khác cho bác ý. Đây cả nhà này, bếp tắt rất là nhanh đúng không ạ? Bếp bên phải đã tắt rồi đây. Thì khi mà chọn bếp, khi mà nhận bếp về các bác muốn kiểm tra cái tính năng cạn nước như thế này thì các bác chọn cái nồi nhôm cả nhà nhé. Chọn cái nồi nhôm và đậy bung lại giúp em Hương. Đây, test khoảng tầm 1 phút thôi. 1 phút là bếp đã tắt rồi. Sau khi đối với tính năng là cạn nước tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn các bác ạ. Đây là cái điều gọi là điểm ưu việt của cái dòng bếp ga Nhật. Đây, hiện tại bếp em Hương đang vẫn bật đây cả nhà nhé. Đấy, bây giờ em tiếp tục test cái tính năng đó là gió thổi tắt bếp các bác nhé. Đấy, gió thổi tắt bếp của cái chiếc bếp ga này. Thì cái việc bật bếp cũng rất là dễ thôi. Các bác ấn vào này, vặn ngược chiều kim đồng hồ giúp em Hương. Ấn vào, vặn ngược chiều kim đồng hồ như thế thôi. Sử dụng giống như là bếp ga của mình. Và nó sẽ không có một tiếng tách. Đây, cái những cái sản phẩm của người Nhật thì rất là chất lượng nên các bác cứ yên tâm sử dụng thôi ạ. Đối với cái tính năng là gió thổi như thế này thì mình mất khoảng tầm 10 giây cả nhà, 10 đến 12 giây thì bếp nó sẽ tự động khóa ga nhá, rất là an toàn đúng không ạ? Đây, điểm 10 của cái chiếc bếp ga nội địa Nhật thì nó nằm ở đây. Tim cảm biến đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Khi mình để nồi lên thì nồi nó sẽ chạm đến cái tim này các bác nhé. Đấy, cái này là có lò xo đấy. Khi nhiệt độ lên đến 250 độ C thì bếp nó sẽ tự động tắt bếp và khóa ga. Đấy, bếp đã báo hiệu khóa ga bằng âm thanh rồi đấy ạ. Đây, em Hương test cho cả nhà theo dõi luôn. Đã khóa ga cả nhà nhé. Đấy, bếp em Hương vẫn còn bật. Bên bếp trái này thì nó có một cái phím 3S ở đây các bác nhé. Đây các bác nhìn này, 3S ở đây. Mình không có biết tiếng Nhật nhưng mà mình chỉ cần nhìn số mình cũng đã hiểu rồi. Các bác ấn và giữ 3 giây giúp em Hương này. Ấn và giữ 3 giây mới mở được cái nốt này nhé. Cái nốt này có tác dụng gì? Cái nốt này có tác dụng đó là khi mà các bác chiên rán ở nhiệt độ cao, các bác nấu lâu hoặc là khi rang đồ khô, nhiệt độ cao quá nó sẽ bị tắt bếp. Thì các bác bật lại bếp khi bếp bị tắt cả nhà nhé. Bật lại bếp, sau đó bật tiếp cái nốt này lên, ấn và giữ 3 giây. Rồi các bác sẽ tiếp tục nấu bình thường và sẽ không có sợ lửa nó bị, không có sợ là bếp nó bị tắt nữa đâu nhé. Cái bếp Nhật không phải là nó khó dùng mà cơ bản là mình hiểu cái tính năng của nó như thế nào để mình sử dụng cho nó phù hợp thôi ạ. Chứ bếp Nhật không khó dùng cả nhà nhé. Còn nếu mà nấu nướng bình thường thì các bác không cần bật lên đâu. Mình cứ để sử dụng để mình nấu bình thường thôi.
Đây, rất là dễ thôi. Ấn vào, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Thế là mình mở được bếp thôi, đúng không ạ? Rất là dễ. Hai bếp nấu và một bếp nướng cả nhà nhé. Đây là khay nướng và vị nướng. Đây, khay nướng và vị nướng của bếp đây. Vị nướng thì bằng inox, còn khay nướng thì có mạng một lớp chống dính cho cả nhà. Để khi mà đun nấu thì các bác cứ để khi mà mình nướng ấy thì là nó không có bị dính. Đấy, các bác lưu ý một chút xíu là cho một ít nước xuống dưới đây để khi mình nướng nhá, khi mình lau chùi cho nó sạch. Tiếp theo là đến cái lò nướng ạ. Đây cả nhà cứ thấy hình con cá ở đâu là đấy là lò nướng ở đấy các bác nhá. Đấy, các bác ấn vào, vặn ngược chiều kim đồng hồ giúp em Hương. Đấy, lửa rất là nhanh và rất là xanh đúng không các bác? Đây, nồi chống chuột đã lắp cho các bác sẵn rồi đây ạ. Đây, trong này sạch sẽ, không có cái vết gì xét gì đâu cả nhà nhá. Đấy, khi là mình nướng đồ ăn thì mình cho vào đây, mình nướng xúc xích, nướng bánh mì, rồi nướng rau củ quả hải sản, tôm cá mực, nướng thịt cá trứng gì cũng được hết cả nhà nhá, nướng khoai cũng được luôn. Vì các bác cái bếp này thì nó không có cái đồng hồ hẹn giờ nên là mình căn thời gian mình nướng cho nó phù hợp là được rồi ạ. Lợn nó rất là xanh. Đây em Hương quay sát lại cho cả nhà thấy này, nó sát đến cái vòng chân kiềng ấy cả nhà nhá, chứ không có nhỏ đâu. Lợn nó xanh và cái nền phía sau của em này các bác nhìn nó không có rõ, do ánh sáng nó hơi sáng nữa. 6 phút thôi mà cả nhà đã có thể xem hết được các cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật. Còn riêng đối với tính năng cạn nước thì em Hương chưa có điều kiện để test cho các bác nhé. Nhưng mà khi mà mình nấu nướng, nước nó bị trào ra cái bếp trên lửa này thì bếp nó cũng sẽ tự động tắt thôi ạ. Một chiếc bếp rất là đẹp. Chiếc này em Hương bán với giá là 2 triệu cả nhà nhé. 2 triệu bao ship cho các bác luôn. Bác nào mà quan tâm đến cái dòng bếp ga Nhật mà thích cái màu này thì liên hệ em Hương 0359014200 là số của em cả nhà nhé. Đây ạ. Rất là nhiều bếp, nhà em có rất là nhiều bếp và nhiều mẫu mã kiểu dáng cho các bác lựa chọn. Đấy, các bác cứ gọi em Hương là mua được bếp, cứ gọi em Hương là có đơn thôi ạ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Các bác vào xem bếp thì em nhớ cho em Hương một like, một đăng ký kênh cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em Hương ạ.